cơ mẹ đó không? Đây nè, mẹ chỉ đi vô mà không phải à, đánh đầu rồi đi vô đi ngủ á. Cái tủ kia là hết trốn được rồi, có giấu được rồi nha. Đau đi ngủ á. Rồi không đổi không được. Cắn cắn luôn không dám cắn mạnh hơn. Sợ bị đau. Đi theo bự. Mẹ đi theo kìa, đi theo mami kìa. Đau đi ngủ á, không chịu đi ngủ, rồi đi bú đi ăn rồi kiếm đồ ăn á. Không chịu vô trong đó. Rồi đi ra ngoài này. Bỏ vô kia nó hay.